Dù niệm sinh ta không giỏi võ công, ta cũng sẽ đấu với các ngươi tới cùng. Hay, rất thẳng thắn, thật hợp với tính khí của ta. Coi bộ ta phải động thủ rồi. Quyết đao. Mai lão đầu, mau giở liên thành kiếm pháp của ông ra đi. Vị sư ca, quý xem liên thành kiếm pháp. Thức bạc tay. Gạt kiếm. Thức đâm bả vai. Khoan đã. Mai đại hiệp, đệ tử quyết đao môn trải khắp thiên hạ, một ngày có giết 10 người, e là tới lúc chết ông cũng giết chưa hết. Đi đi. Đi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, đệ tử có một chuyện không rõ. Ba người đệ tử đi theo sư phụ 10 năm, có thể gọi là tận tâm tận lực. Tại sao sư phụ không đem tuyệt thế võ công liên thành kiếm pháp truyền cho bọn con? Sư phụ truyền kiếm quyết, chỉ nói mỗi tên của kiếm pháp. Lẽ nào sư phụ muốn tuyệt thế võ công này thất truyền từ đây sao? Liên thành quyết chỉ truyền cho người đáng truyền. Lẽ nào ba người bọn con không ai đáng để truyền? Tại sao chứ? Thực ra bọn con sớm đã nghe nói trong Liên Thành Quyết ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa, có thật không? Chuyện này không giả. Kiếm pháp mà bọn con học và Liên Thành Quyết kết hợp lại, vừa có thể luyện thành Liên Thành kiếm pháp, vừa có thể phá giải bí mật, có phải không? Không sai. Hôm nay ba người bọn con muốn xin sư phụ một lời giải thích. Tri đồ mặc như sư. Di sư không phải không muốn đem Liên Thành Quyết truyền cho các con, nhưng với tâm tính trời phú của các con, nếu biết nội tình bên trong, ác sẽ đại họa lâm đầu, không thể tự bảo vệ mình. Vậy nên không thể truyền được. Còn không mau ra tay.
Sư phụ. Ta sớm đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Tình cảm sư đồ đã tuyệt. Từ nay chúng ta mỗi người một ngã. Đuổi theo. Nội lực người đã tận, chạy đâu cho thoát. Sư phụ, người giao ra đi. Sư phụ, hà tất phải khổ sở chống đỡ. Giao Liên Thành Quyết ra, bọn ta vẫn là đệ tử của người. Súc sanh. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Sư phụ. Sư phụ. Đều tại đại sư huynh. Con nghe cô nãy xúi dục, mới phạm phải tội ác tày trời. Đệ tử biết tội rồi, người tha cho con đi. Sư phụ. Sau này nếu đệ tử có hai lòng, sẽ chết dưới lưỡi đau này. Sư phụ. Tha cho con đi. Lão Tầm, đứng dậy. Giờ hắn đã kiệt sức, chịu không nổi nữa đâu. Câm miệng. Huynh đừng ăn nói sằng bậy. Hơn 20 năm nay, sư phụ dìu dắt dạy dỗ chúng ta thành người. Đối với đệ tử hệt như phụ tử. Sư phụ không chịu tha thứ cho đệ tử, vậy con chỉ đành chết trước mặt người. Lão Tam, sư phụ tha thứ cho con. Đứng dậy đi. Để di sư thanh lý môn hộ. Các người đã bất nhân thì ta cũng bất nghĩa. Đi. Cho các ngươi. Chỉ có kiếm phổ, không có kiếm quyết. Đuổi theo. Đi. Có thấy ai nhảy xuống nước không? Không thấy. Lão Tam, tìm bên đó. Đi, qua đó. Bên này. Không có. Đại ca, theo đệ thì đừng tìm nữa. Nhát kiếm vừa rồi của lão Tam đã đâm trúng chỗ hiểm. Một canh giờ nữa chắc chắn là hắn đã chết rồi. Nhưng kiếm quyết vẫn còn trong tay hắn. Sư huynh, bình thường không thấy sư phụ xem quyển sách nào khác. Có lẽ kiếm quyết được ẩn giấu trong kiếm phổ này. Đi. Công tử, đừng vớt nữa. Thi thể sớm đã trôi theo dòng nước rồi. Mấy đồ đệ này cũng tuyệt tình quá.
Hay quá. Hay. Bạch Tuệ Già, chúc mừng ông câu được cá chép vàng. Lão Hán, mỗi 10 năm tất có kỳ ngộ này, thật đáng chúc mừng mà. Chúc mừng, chúc mừng. Bạch Tuệ Già, ta trả 50 lượng mua cá chép vàng này. Ta trả 100 lượng. Không bán, không bán. Lão nhân gia, đây là toàn bộ lộ phí của tôi, tổng cộng 500 lượng, mời ông nhận cho. Tiểu huynh đệ, cá chép vàng hắn câu được trước giờ đều không bán. Lão nhân gia, xin ông, trong thuyền tôi có một lão nhân đang hấp hối, cần gấp cá chép vàng để làm thuốc, cúi xin lão nhân gia giúp đỡ cho. Người này là phụ thân của ngươi? Không phải. Sư phụ ngươi? Bọn ta bèo nước gặp nhau, không thân không thích, sao lại phải làm vậy? Vì ông ấy là người hiệp nghĩa, thế gian này của chúng ta thật sự quá cần người này. Lão nhân gia, nếu ông chê ngân lượng ít, để tôi làm xong chuyện này sẽ dắt ngựa đưa người cho ông để bù đắp. Cá chép vàng ẩn sâu dưới đáy nước, có sức mạnh to lớn, trăm năm khó gặp, là trân phẩm để làm thuốc. Cá lão hán ta câu được trước giờ đều không lấy một xu, với lại càng là vật hiếm có, càng phải để cứu người gặp nguy. Tiểu tử, con cá này ta tặng cho người. Đa tạ lão nhân gia. Có nỗi khổ tâm của cậu ta đã thấy đủ lắm rồi. Còn cá, để cho người nên dùng, dùng đi. Tiền bối, với lại đại nạn của lão sắp tới, cá chép vàng cũng không thấm vào đâu. Trước khi lâm chung, có thể gặp được tiểu huynh đệ, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Tiền bối, tiền bối, trên giang hồ không thể có người như ông. Tôi sẽ đi nấu canh cá ngay. Tiểu huynh đệ, thời gian của ta không còn nhiều, cậu đừng đi. Mau kêu nhà thuyền cập bờ. Kêu nhà thuyền cập bờ. Được. Nhờ có sức mạnh của cá chép vàng, ta sẽ đem Liên Thành Quyết truyền cho cậu. Liên Thành Quyết tổng cộng có 36 chiêu, đều ẩn giấu trong 36 bài thơ. Cậu phải dùng tâm ghi nhớ. Được. Liên Thành Quyết chiêu thứ nhất, Phong Kiều Dạ Bạc. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Quả Đối Sầu Miên, Cô Tô Thành Ngoại Hàng Sang Tự.
Giả bán trung thanh, đáo khách huyền. Chiêu thứ hai, trùng kinh chiêu lăng. Chiêu cuối cùng của Liên Thạch Quyết, tảo phát Bạch Đế Thành, triêu từ Bạch Đế Thái Dân Giang, Thiên Lý Giang Lăng, Nhất Nhật Hoàng, Lưỡng Ngàn Thiên Thanh đi bất trú. Kinh Chu Dĩ quá dạng trùng sang. Tiểu huynh đệ nhờ cậu. Mai đại hiệp, Mai đại hiệp, Đinh Điển nhất định nhớ kỹ lời dạy của ông, nguyện tốt Liên Thành Kiếm Pháp, hoàn thành tâm nguyện của ông. Kẻ hại chết ông, chúng sẽ không có kết cục tốt đâu. Tôi sẽ khiến chúng nợ máu trả bằng máu. Đang làm gì vậy? Huynh có phải bị bệnh gì rồi hay không? Quá ra là đang luyện côn. Huynh sẽ không cởi thành giống như trong sách chứ? Đây là đao pháp quyết đao sao? Chỉ tiếc là không có sớm luyện. Vậy huynh luyện đao pháp quyết đao liền có thể đánh bại hắn sao? Đánh bại hay không ta cũng không biết. Có điều ta nhất định phải cùng hắn quyết trận tử chiến. Cậu giúp ta canh giữ cửa, chỉ cần nửa ngày ta sẽ luyện được vài chiêu. Nè.
Tiểu ác tặc, tim gan của nhạc phụ đại nhân ngươi, ngươi có ăn không? Mùi vị này tuyệt lắm. Qua bá bá, đừng mà. Đừng. Lẽ nào ông không niệm tình huynh đệ kết nghĩa sao? Qua bá bá. Đừng mà. Súc sanh. Ông. Đừng mà. Qua thiết cán cái đồ không có nhân tính. Lẽ nào ông đã quên ông ấy là huynh đệ kết nghĩa của ông sao? Đừng mà. Đừng. Tiểu ác tặc, người chán sống rồi à? Dùng một cành cây đấu với lão tử. Được. Ngươi là tiểu ác tặc của Quyết Đao Môn. Ta dùng bảo đao của Quyết Đao Môn tiễn ngươi lên Tây Thiên. Một thanh bảo đao tốt. Vừa hay dùng vào việc giết tiểu ác tặc ngươi. Được. Vậy ta cùng ông đồng quy vô tận. Nếu trong tay ta là thanh quyết đao đó, đầu của ông sớm đã rơi khỏi cổ rồi. Trong thời gian nửa ngày, đao pháp của hắn đã trở nên lợi hại như vậy rồi. Có ma, có ma, có ma. Đinh đại ca, ta bị điểm huyệt rồi. Ta không biết giải huyệt, chỉ cần điểm một chút vào đoạn giữa eo và chân ta thôi. Thủy cô nương, cô đừng sợ. Qua thiết cán chạy trốn rồi. Ta hiểu rồi, cô sợ ta bất kính với cô. Đinh đại ca, cô đừng đi. Đừng đợi ta. Cô yên tâm. Thủy cô nương, từ giờ về sau, ta sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Càng không đụng tới một ngón tay của cô. Địch đại ca, cứu ta. Cứu ta với. Địch đại ca. Địch đại ca. Cứu ta với. Địch đại ca. Địch đại ca. Địch đại ca. Ah!
Đinh đại ca, Quỳnh cứ vậy mà đi sao? Không thì sao? Đinh đại ca, là ta đã sai. 100 lời xin lỗi còn chưa được sao? Đinh đại ca, là ta nghĩ không chu đáo, trách nhầm Quỳnh. Quỳnh nể mặt ta là đứa con mồ côi cha, tha thứ cho ta đi được không? Đinh đại ca, Quỳnh chỉ nói sẽ không gặp lại ta nữa, không nói sẽ mặc kệ ta mà. Đinh đại ca, Quỳnh. Đinh đại ca, Quỳnh giải huyệt đạo cho ta đi. Ngày mai nó cắt sẽ tự giải thôi. Đinh đại ca. Địch đại ca, ta biết Quỳnh vẫn quan tâm ta đúng không? Địch Dân ca ca, Địch Dân ca ca, Địch Dân ca ca. Ta lạnh quá. Đông chết ta rồi. Lạnh quá. Nè, Quỳnh Trần đi đâu vậy? Xuống một chút. Quỳnh không nhìn ta, sao biết phải Trần ở đâu chứ? Lệch rồi. Lệch rồi. Sang trái một chút. Sang phải một chút. Quỳnh sợ đi đâu vậy? Quỳnh mở mắt nhìn chút không phải là được rồi sao? Địch đại ca. Địch Dân ca ca. Tốt, cứ như vậy đi. Địch Dân ca ca. Huyệt đạo được giải rồi. Tốt quá rồi. Địch đại ca, gạt Quỳnh thôi. Địch đại ca, không phải Quỳnh nói từ giờ sẽ không gặp mặt ta nữa sao? Sao giờ lại gặp ta rồi? Lời nói đó không tính nữa. Nữ tử trong thiên hạ đều ranh ma như cô. Địch đại ca, Quỳnh vội tới cứu ta, đa tạ Quỳnh nha. Ta thấy ngoài trừ Lâm tiểu thư của Đinh đại ca, nữ tử trong thiên hạ đều biết gạt người hết.
Vì ý của huynh chính là trong thiên hạ chỉ có mỗi Lăng cô nương là tốt nhất. Tóm lại, ý huynh là ta không bằng cô ấy. Câu nói của ta không có ý này. Ý của ta là thiên hạ này ngoài trừ Lăng tiểu thư, những nữ tử khác đều thích gạt người. Được rồi, sau này ta sẽ không gạt ngươi nữa. Sau này ta cũng sẽ không mắc lừa cô. Uông thiếu hiệp, theo ta thấy tuyết cốc này đợi thêm tháng nữa là sẽ vào được. Còn phải đợi lâu như vậy? Vậy ta đi trước một bước. Không được, bây giờ tuyết đang tan, ngựa sẽ bị chìm trong đó. Coi bộ Uông thiếu hiệp đối với Thủy cô nương thực sự là chi tình. Từ nhỏ ta đã mất cha mất mẹ, là cửu cửu nuôi ta khôn lớn. Lần này biểu muội không may rơi vào tay ác tặc, mong là ông trời có mắt, toại nguyện cho tâm nguyện của chúng ta. Đi, đi. Người là ai? Lại to gan như vậy? Chiếc ghế minh chủ này ông không xứng. Xem ra trong giới võ lâm quả nhiên có cao thủ. Xin hỏi danh tính các hạ, từ nơi nào tới? Qua lão tặc, ông thật sự không nhận ra ta sao? To gan. Linh, hay cho một anh hùng thiếu niên, qua mổ ta trí nhớ không tốt, thật không nhận ra anh hùng là ai. Qua lão tặc, chẳng lẽ ông đã quên chúng ta ở Tuyết Sơn Tây Vực đấu với nhau mấy tháng trời sao? Chính là tiểu gian tặc Quyết Đao Môn, mau bắt lấy hắn. Lên, lên đi. Các vị, hôm nay ta đến đây để tính sổ với Hoa lão tặc, không liên quan đến các vị. Hoa thích cắn, nếu như ông là một hảo hán thì hãy nói ra hết toàn bộ chuyện ở Tuyết Sơn đi. Ta nói cho mọi người biết, ta vốn dĩ không phải là tiểu gian tặc gì của Quyết Đao Môn. Ta là đồ tôn của Mai Niệm Sinh đại hiệp. Ta tên Địch Dân. Hắn là Địch Dân, nghe nói là đồ đệ của Đinh Điển. Đừng nghe hắn nói nhảm. Chính là tiểu gian tặc này đã giết chết Thủy đại hiệp. Mau lên cho ta. Lên đi. Sao đây? Đền mạng cửu cửu ta đi. Thank you.
quá lão tặc. Trả mạng cho ta. Ai vậy? Là biểu muội. Quá lão tặc, cha ta kêu ta hỏi ông, tại sao bội tín vong nghĩa, ham sống sợ chết, lâm trận cúi đầu cứ quyết đau lão tổ xin tha? Sao vậy chứ? Chuyện này tin được không? Không ngờ. Quá lão tặc, Lưu Thừa Phong đại hiệp kêu ta hỏi ông, sau khi ông ăn thi thể của ba bá, đã ném đầu ông ấy đi đâu? Âm tàu địa phủ không nhận ma không đầu. Có ma, có ma. Qua lão tặc, tiết cốc rất là lạnh đó. Lúc ông chuẩn bị rời cốc vẫn còn mặc bộ đồ lột ra từ người của Lục đại hiệp. Lục đại hiệp trên đường xuống Hoàng Tuyền không áo che thân. Ông ấy rất là tội nghiệp. Bá bá kêu ta hỏi ông, ông đã ăn hết thi thể của ông ấy. Đúng rồi phải không? Nhanh tìm tay phải của ông ấy về đây. Ông ấy ở âm gian không thể dùng đao, sẽ bị kẻ khác ức hiếp. Con nói bậy, nói bậy. Địch dân đã giết chết quyết đao lão tổ. Ông không chỉ tham công kêu là mình giết, còn để che giấu tội ác của mình. Ông không chỉ hủy hoại danh tiếng của ta, còn giết chết Thủy Phúc Bá và Ngọc Mama. Ông hại ta phải treo cổ tự tử. Qua lão anh hùng tuyệt đối không phải là người như vậy. Đúng, đúng. Không phải. Ta mặc kệ các con là người hay ma, giết con trước rồi tính sau. Hay cho tên lão tặc độc ác sống chết làm nguyên, ông sợ chết đầu hàng, hại cha ta chết thảm đúng không? Con nói bậy. Ông nghe đây, tốt nhất nên nói sự thật với mọi người. Nếu không, coi chừng mạng chó của ông. Đừng, đừng, đừng. Ta nói, ta nói. Nói lớn tiếng lên, ta không nghe. Ta nói, ta nói. Là ta tham sống sợ chết, là ta sống chết làm nguy. Đầu hàng. Thật không ngờ mà. Hắn là người như vậy sao? Ông vì muốn sống, ăn thi thể của Lục bá bá và Lưu bá bá. Nếu không phải là ta và địch đại ca liều chết ngăn cản ông, cả cha ta cũng bị ông ăn thịt, có phải không? Phải, phải. Là ta muốn sống. Ta muốn sống sót trở về. Hãy cho tên Qua Thiến Cám giả nhân giả nghĩa đưa bọn ta dứt giả như vậy. Các đại hiệp cùng lên đánh chết hắn. Mọi người đừng ngôn, đừng ngôn nữa. Nghe ta nói. Cũng là huynh. Thiết cử Qua Thiến Cám này là minh chủ võ lâm của bọn ta. Sau này đồn ra ngoài kêu bọn ta làm sao đối diện với võ lâm. Đúng, đúng. Mọi người đừng ồn nữa. Địch đại ca, không cần dài dòng với họ. Giết chết tên xấu xa này, trả thù cho thân xác của hai vị bá bá. Sinh Nhi, Sinh Nhi, tha cho ta, tha cho bá bá đi. Địch đại hiệp, cậu đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, giơ cao đánh khẽ. Qua Thiết Cán ta không phải là người, ta là súc sinh. Ta không nên ăn thịt thi thể của hai vị nghĩa huynh của ta. Nhưng cuộc sống của ta cũng không dễ dàng gì. Ngày nào ta cũng gặp phải ác mộng, ngày nào cũng gặp ma. Bây giờ biết sợ rồi sao? Nếu không phải địch đại ca dùng thần chiếu công cứu lấy ta, ta cũng biến thành ma nữ rồi. Giết hắn, giết hắn. Là ngươi đã gạt ta, hại ta du quan cho biểu muội của ta. Ngươi là tên súc sinh, lừa gạt. Sinh Nhi, Sinh Nhi, tha mạng cho ta, tha mạng cho ta. Hắn đúng là nỗi nhục nhã của võ lâm phương Nam chúng ta. Phải, đúng là ô danh võ lâm. Giết hắn đi, giết hắn. Ta không gạt mọi người, ta không gạt mọi người. Từ đầu đến cuối, ta có nói ta là đại anh hùng gì đâu. Đều là mọi người kêu ta làm minh chủ võ lâm. Cũng tại mọi người bắt ta làm như vậy thôi. Sinh Nhi, Sinh Nhi, người giết hai vị lão nhân nhà con không phải ta.
là biểu ca của con. Cái gì? Biểu ca? Thủy cô nương, đại thù của cô đã trả xong, ác tặc đã trừ khử, ta cũng nên đi rồi. Sau này cô cứ yên tâm mà sống. Cáo từ. Lý đại ca, huynh lại muốn đi không từ biệt sao? Huynh cứu lấy ta, lại còn thay ta báo thù, ta vẫn chưa kịp đa tạ huynh. Đâu có là gì. Không, ngày mai huynh phải đến nhà ta, ta mở tiệc để huynh ăn mừng. Đình đại ca, nếu huynh không chịu hứa, ta sẽ không để cho huynh đi. Vậy được, ngày mai ta sẽ đến nhà tìm cô. Lục bá bá, Lưu bá bá, đại thù đã trả. Mọi người dưới suối vàng có biết, chắc cũng mỉm cười nơi chính suối. Dạ, thù này trả được cũng nhờ địch dân đại ca. Huynh ấy là người rất tốt. Sau này con, người thân duy nhất chỉ có quân ấy. Tiểu tử, đi theo bọn ta lâu như vậy, vất vả lắm đúng không? Đánh bao tới đây. Tên khốn kiếp, trời ơi, bánh bao của ta, đuổi theo. Ôi, đổ bể hết rồi. Tên tiểu tử này, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là kẻ thù của cha con Dạng thị. Đuổi theo, đi.
Địch Dân, ông thật sự xác định là Địch Dân? Không còn gì nghi ngờ, là tự hắn nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Vài ngày trước, những người thuộc hạ phái đi ở Tế Châu tận mắt chứng kiến hắn giết Trần Đại Chủy, cho nên ta luôn bí mật theo dõi hắn. Được, công lao của ông không nhỏ đâu, đa tạ đại nhân. Nếu như quả thật Địch Dân đến Kinh Châu, hắn nhất định sẽ đến Vạn Gia. Như vậy, ông phái người theo dõi cho ta, tuyệt đối không được đánh rắn động sà. Dạ. Sư đệ, để trong sơn động đã lấy được gì rồi? Sơn động? Gần đây có sơn động à? Sư đệ à, chúng ta từng tuổi này rồi, hà tất phải làm chuyện ảnh hưởng đến hòa khí chứ? Đưa ra đây, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Tại sao huynh cứ luôn nhận định là đệ lấy cuốn sách đó chứ? Thật kỳ lạ quá. Nếu mà đệ lấy nó thì đệ ở đây làm cái gì? Đệ quỷ kế đa đoan, ai biết được đệ muốn làm gì? Sư ca, huynh hiểu lầm rồi. Huynh nghĩ xem, đồ mà tam đệ giấu cũng không dễ tìm đâu. Đệ nghĩ ra rồi, trong gian nhà này có thể là không có, nhưng mà đệ không từ bỏ. Đệ sẽ đào thêm 3 ngày nữa. Nếu như vẫn đào không ra, Vậy thì bỏ đi. Ta thấy đệ có đào thêm 10 ngày nửa tháng thì đệ cũng sẽ giả vờ như không có. Sư ca, huynh nói xem, phải làm sao mới tin đệ đây? Làm sao thì huynh mới chịu tin đệ? Không tin huynh cho người tới khám xét ta đi, có đúng không? Ai đó tới khám xét ta đi. Khám đi, khám đi, khám. Huynh Nhi. Dạ. Tới khám đi. Khám. Không có rồi cha. Đệ không ngốc. Nếu như đệ có thì cũng là giấu trong quần áo của đệ. Huynh, người khám đi. Cởi ra. Sư huynh, huynh làm sao vậy? Huynh Nhi, Dạng Hiền Địa, nó chính là bọ cạp đốm, độc của nó mạnh lắm, đừng giỡn với nó. Huynh Nhi, Dạng sư huynh, nhanh, có thuốc giải không? Sư huynh, Dạng Nhi, đúng là đáng đời. Dạng sư huynh, Huynh Nhi, Dạng sư huynh ạ, nhanh, cho nó thuốc giải đi. Đừng đứng ra đó làm gì, ai có thuốc giải không? Mau cứu con của huynh ấy. Sư đệ, ta không khám xét nữa. Đệ mau đưa thuốc giải ra. Đệ vốn chỉ là đệ có thuốc, nhưng mà đã bị lộn xộn lên hết rồi. Bây giờ nói đệ tìm ở đâu ra chứ? Cho đệ tìm 2 ngày, nếu đệ tìm ra sẽ lập tức đưa cho Hiền Nhi, được không? Đệ. Sư huynh, Huynh Nhi, có rồi. Sư ca, bây giờ ta đi phủ đại danh, sau khi tìm được toa thuốc, ta sẽ bốc thuốc cho Điệp Nhi. Ai kêu huynh đệ chúng ta tình thâm nghĩa trọng quá đi, đúng không? Ngôn Đăng Bình, xem như hôm nay ta nằm trong tay đệ. Đệ muốn cái gì cứ nói thẳng ra. Sư ca, ta chỉ muốn xin huynh một điều thôi. Nếu như tìm được kiếm phổ Liên Thành rồi thì phải giao cho Ngôn Đặc Bình đệ. Sư phụ, người mau đồng ý với hắn đi. Sư ca không nỡ hả? Được, ta đồng ý đưa kiếm phổ Liên Thành cho đệ.
Cho dù là như vậy, đệ sẽ đi tìm thuốc giải, đi tìm thuốc giải cho hiền điệt của đệ, nhưng vẫn phải xem phúc khí của nó, không biết có tìm được hay không nữa. Đệ đi đi. Còn có hai người giám sát nữa hả? Nào nào nào, mau mở cửa ra. Có phúc rồi. Độc bò cạp có thể trị được rồi. Giang Điệt à, Giang Điệt, mạng của ngươi cũng lớn thật đó. Nhanh, nhanh rắc lên. Quỳ Nhi, đỡ hơn chưa? Con đỡ nhiều rồi. Điệt Nhi à, lần sau đừng chơi với bò cạp như vậy nữa được không? Lần này xem như mạng của ngươi lớn. Có thuốc giải, mạng cũng lớn thật. Mạng lớn quá. Điệt Nhi, mạng lớn thật. Ngô Khảm, có, đi gọi bọn họ tới đây. Chúng ta đi. Dạ, đại sư huynh, ngũ sư huynh, chúng ta đi thôi. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Ngôn Đạt Bình chạy rồi. Sư phụ, sư phụ, hai vị sư huynh đã bị Ngôn Đạt Bình mưu mô ám toán rồi. Ngôn Đạt Bình ức hiếp người quá đáng. Tam Sư Ca, nghỉ ngơi đi. Đại sư ca, võ công thật là tiến bộ. Gọi thêm mấy tên lâu la này là muốn giết chết sư đệ hả? Bớt phí lời, tiếp chiêu. Cô Hồng Hải Thượng Lai, Kỳ Quanh Bất Cảm Cố, Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Đình đại ca, đó là kiếm pháp đường thi mà. Sư phụ huynh, sao lại dạy cho huynh kiếm pháp phơi xác? Hãy
Mau đuổi theo. Đi bên này, nhanh. Nhanh lên. Nhanh. Sư phụ không có. Dạ. Sao rồi, kinh công người kia lợi hại, bọn con đuổi không kịp. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra hắn sớm thôi. Yểm trợ Khuê Nhi, đỡ Phùng Thản và Lỗ Khôn lên. Chúng ta đi. Dạ. Đại sư huynh sao rồi? Ngũ sư huynh. Hôm nay Ngôn Đạt Bình được cứu, đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân. Xin được hỏi tôn tính của ân nhân là gì? Tiền bối mau đứng lên đi. Tiền bối như vậy là làm khó tiểu bối rồi. Chút chuyện nhỏ này giảng bối có tính là gì? Trời ơi, đây sao có thể là chuyện nhỏ được? Là ơn cứu mạng đó. Xin ân nhân cho biết danh tính. Sau khi tiểu nhân về nhà, mỗi ngày sẽ thắp hương cầu Phật cho ân nhân. Tiền bối, trong lòng giảng bối có chút khúc mắc, muốn hỏi thử tiền bối. Xin cứ nói. Tiểu nhân nhất định không giấu giếm, biết cái gì sẽ nói hết cái đó. Tại hạ chỉ muốn hỏi, tiền bối đã sửa căn nhà lớn đó rồi lại thuê người dỡ nó, là vì muốn tìm kiếm Phổ Liên Thành hả? Không biết đã tìm thấy chưa? Ân nhân, tiểu nhân quả thật tốn không ít tâm tư, nhưng ngay cả một chút tin tức cũng không có. Ân nhân là người biết rõ mà, tiểu nhân tuyệt không giấu giếm. Người nghĩ xem, nếu như ta đã tìm ra, ta sẽ đưa cho người. Mạng của ta là người cứu mà, ngoài cái thân này ra thì còn gì hữu dụng nữa. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giảng bối không hề muốn kiếm Phổ Liên Thành kia. À đúng, ta chỉ muốn xin tiền bối chỉ dạy đôi điều. Nghe nói ông có một sư đệ tên là Thích Trường Phát, người đời đặt ngoại hiệu Thiết Tỏa Hoành Giang. Cho hỏi đây có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là nói sư đệ của ta quỷ kế đa đoan, thủ đoạn cay độc, cho nên cũng giống như một sợi xích sắt dắt ngang qua con sông mà thôi, để những chiếc thuyền tiến không được, lùi cũng không xong. Trong giang hồ, biệt hiệu này chưa chắc đáng tin. Cũng có thể đây là biệt hiệu mà kẻ thù đặt cho Thích sư phụ. Ông là sư đệ đồng môn, tất nhiên sẽ hiểu rõ tính cách của người. Cho hỏi người tính cách ra sao? Ân nhân, vậy có nghĩa là ta đang nói xấu sau lưng đồng môn của ta? Thích sư đệ này của ta, người đời thấy hắn ngu si ngờ nghịch, thật ra đôi mắt hắn nhìn rất chuẩn. Nếu không thì kiếm Phổ Liên Thành sẽ không rơi vào tay hắn. Sao ông lại biết kiếm Phổ Liên Thành nằm trong tay người? Ân nhân, để ta nói rõ cho người biết, chuyện này là người sẽ rõ thôi. Mấy chục năm trước, sư phụ dùng kiếm pháp Liên Thành đánh bại kiếm pháp cướp giật của Quyết Đao lão tổ, bản thân cũng phải chịu vết thương chí mạng. Trước khi sư phụ lâm chung, đã giao kiếm phổ cho ba sư huynh bọn ta. Là ông ấy đích thân giao cho các người. Đúng. Rốt cuộc vì sao mấy lại chết? Là bệnh mà chết. Bệnh chết thật không? Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Nếu ngươi không muốn người khác biết thì đừng làm. Các ngươi đã giết sư phụ ăn trộm kiếm phổ. Sau đó thì sao? Được rồi. Xem ra ta không nói không được rồi.
Đúng như lời ân nhân nói, ba huynh đệ chúng ta vì sư phụ không chịu truyền Liên Thành Quyết nên trở mặt với sư phụ, làm tam sư đệ thất trường pháp, một nhát kiếm đâm xuyên tim sư phụ. Sau khi cướp được kiếm phổ, chúng ta quyết định nghiên cứu nó. Lúc đó chúng ta không ai tin tưởng ai, nên đã khóa kiếm phổ vào một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp được khóa bằng ba cái khóa bạc do ba người chúng ta nắm giữ. Kế hoạch như vậy xem ra cũng thật tỉ mỉ. Vốn dĩ là vậy, nhưng sau này lại xảy ra rắc rối. Sáng sớm hôm đó, kiếm phổ trong hộp sắt không cánh mà bay. Ba người chúng ta vô cùng kinh ngạc, rồi ráo riết đi tìm. Ở đâu tìm được là tìm hết. Chúng ta nghi ngờ dạng chân sơn trộm. Người đầu tiên la lớn là hắn ném đá dấu tay. Sau này ta phát hiện hắn đi tìm thích trường phát, nên ta nghĩ nếu như kiếm phổ ở trong tay hắn thì hắn nhất định sẽ tìm một nơi nào đó để khổ luyện. Còn đi tìm người khác làm gì chứ? Vì vậy ta mới quyết định đi tìm thích trường phát. Rồi ông đã tìm ra manh mối chưa? Sau này cái người thích trường pháp này bụng dạ thâm sâu, không một chút manh mối nào. Ta đã nhìn trộm lúc hắn dạy võ công cho nữ nhi và đồ đệ. Đã cố ý giả ngốc, đổi kiếm chiêu xuất thân từ đường thi thành mấy thứ hổ lúng. Nhìn động tác của hắn là ta biết có lai lịch không đúng rồi. Ta theo dõi hắn suốt nửa năm, nửa chỗ sơ hở cũng tìm không ra. Lão tam này thật lắm tâm cơ. Vậy sao thì sao? Sau này Giang Chân Sơn đột nhiên để con trai tới mời thích trường phát tới Kinh Châu mừng thọ. Đương nhiên là lấy danh nghĩa mừng thọ để điều tra thực hư của hắn. Thích Trường Phát đưa theo con gái hắn, còn có tên đồ đệ đầu óc chậm chạp gọi là Địch Dân gì đó cùng nhau đi. Ở Dạng Phủ, Địch Dân và tám đại đồ đệ của Dạng Chân Sơn đánh nhau. Sau đó hắn để lộ ra ba chiêu kiếm thuật tinh diệu, đã khiến cho Dạng Chân Sơn nghi ngờ. Tám người các người có giỏi thì ra đây đánh với ta. Được. Thích kiên thức. Ân công, người muốn nói gì? Sau này Thích Trường Pháp và Dạng Chân Sơn cãi nhau. Hắn đã thương Dạng Chân Sơn rồi bỏ chạy mất tiêu. Sau này không ai tìm thấy hắn. Đinh đại ca nói không sai, sư phụ vẫn luôn lừa ta. Nhưng mà người vẫn luôn xem ta như con ruột. Lừa cũng lừa rồi. Ân công, người làm sao vậy? Vậy thích sư đệ kia của ông bây giờ đang ở đâu? Cái này ta cũng không rõ. Có thể ở chỗ nào đó bệnh không dậy nổi. Cũng có thể bị sài lang hổ ăn thịt rồi. Cảm ơn tiền bối đã nói sự thật, tại hạ cáo từ. Ân công, đại ân đại đức, ta Ngôn Đặc Bình ta cả đời không quên. Tiền bối, không cần như vậy. Như vậy làm khó tiểu bối rồi. Hơn nữa trước đây ông đã từng, ông ở đây rất an toàn, cứ yên tâm mà dưỡng thương, sẽ không ai đến làm phiền ông. Ân công yên tâm đi, Dạng Chân Sơn sẽ không gấp gáp. Như kiến bò trên chảo như vậy, không có tâm tư tìm ra đâu. Tại sao? Tay của con trai hắn bị bò cạp độc cắn, phải bôi thuốc 10 lần mới trị được tận gốc, mà bây giờ mới bôi có một lần,
vô dụng thôi. Nói như vậy, tính mạng của Dạng Khuê có phải giữ không được nữa? Bộ cặp đốm này khi cắn người phải đau khổ dằn vặt một tháng thì mới về chầu ông bà được. Kỳ diệu, kỳ diệu. Một tháng sau mới chết. Vậy sao hắn không thể đi tìm thầy thuốc để lấy thuốc giải độc? Ân công không biết đó thôi. Bộ cặp độc này là do ta nuôi. Thế gian này chỉ có mỗi ta có thuốc giải. Thuốc giải của người khác không thể dùng được đâu. Tiền bối, đưa thuốc giải cho ta. Ân công, người cần nó làm gì? Phòng ngừa dùng lúc cần thiết, lỡ đâu có ngày bị bò cạp độc cắn trúng, cũng có biện pháp phòng trị. Ân công, người thật biết giỡn. Người không tin ta đúng không? Ân công, ê, bắt lấy. Đa tạ tiền bối. Ông cứ ở đây dưỡng thương cho tốt. Tại hạ cáo từ. Ân công tạm biệt. Tiểu tử này hình như gặp ở đâu rồi? Tam ca sao rồi? Đã ngủ hết bao lâu? Ngủ cả một buổi chiều rồi. Sư phụ đâu? Sư phụ cùng với vài vị sư ca đi tìm Ngôn Đặc Bình rồi. Nói như vậy là vẫn chưa tìm thấy thuốc giải. Đúng. Hai ngày nay chỉ có thể dùng giảm đau. Xem kìa, tay vẫn còn sưng. Tam ca, huynh tỉnh rồi. Phương muội, sư huynh, ta đón sư tẩu đến đây rồi. Cảm ơn. Đi, ra ngoài xem sư phụ sao rồi. Sư huynh nghỉ ngơi đi. Cảm ơn. Tam ca, huynh thấy sao rồi? Có phải đau lắm không? Bây giờ không đâu. Bị thương nghiêm trọng quá. Phương muội, cuối cùng muội cũng tới. Ta sợ không còn gặp được muội nữa. Tam ca, huynh đừng nói nữa. Nhất định huynh sẽ vượt qua được mà. Tam ca, Phương muội, muội còn nhớ khách trạm này không? Có còn nhớ đêm mưa đó không? Ta không nỡ muội mà. Muội đồng ý với ta một chuyện đi. Lỡ đâu ta bất đắc gì, muội nhất định phải chăm sóc rau muống cho tốt. Tam ca, huynh sẽ ổn, sẽ không sao đâu. Dù khó khăn nhường nào, muội nhất định sẽ tìm cách có được thuốc giải trị thương cho huynh. Không tìm được nhị sư thúc, mạng này của ta sợ là hết cứu được rồi. Tam ca, huynh đừng nói như vậy. Không có chuyện gì đâu. Huynh sẽ vượt qua thôi. Nhất định sẽ vượt qua. Muội, muội không thể không có trượng phu. Rằng muốn cũng không thể không có cha. Người nhà chúng ta nhất định sẽ được bình an. Nhất định sẽ bình an mà. Yên tâm đi. Chủ, cho bình trà. Ông chủ, cho bình trà đi. Không có trà. Vậy gọi đồ ăn trước. Cho ta một tô canh nóng với một cái bánh thịt bò. Không có. Vậy cho ta một tô mì thịt bò
Không có mì thịt bò. Vậy cơm trắng có chứ? Không có, không có. Cái gì cũng không có, chị mở tiệm làm gì? Thật là. Khách quan, ra ngoài đi thêm 2 con đường là có 1 tửu lâu rất được. Ngươi vẫn nên qua đó ăn thì hơn. Sao lại có chuyện mời khách qua chỗ khác? Có phải ông sợ ta không có tiền không? Ngươi vẫn nên đi nhanh đi, nếu không sẽ gặp chuyện xui xẻo đó. Chuyện xui xẻo? Chuyện gì xui xẻo? Ông nói ta nghe xem. Ngươi nhanh đi thì hơn, nếu không thì không kịp đâu. Ông không nói ta không đi đâu. Còn không nói, ông mới là người gặp xui xẻo đó. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Vốn dĩ tửu lâu của ta làm ăn rất phát đạt, có thể nói ngày nào cũng đông khách. Trong nhà vợ hiền con thảo, nhưng mà có một ngày lại xảy ra một chuyện. Người tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Đi đi, đi. Hắn chính là tên ác bá nổi tiếng ở đây, Trần Đại Chủy. Đáng lẽ hắn sắp đi rồi, không ngờ đúng lúc hôm đó vợ của ta có chuyện gấp nên con gái tới tìm ta. Cha, 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 cha ơi, mẹ bị bệnh, không xong rồi. Con mau về đi, ta sẽ về liền. Mỹ nhân, các người không được làm vậy, không được làm vậy. Cha, 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 cha có sao không? Ngày mai đưa con gái ngươi tới phủ bọn ta, nếu không bọn ta sẽ quản luôn cái tửu lâu này. Đi. Nói thẳng ra là vô pháp vô thiên. Ông chủ à, chuẩn bị cho ta một bàn rượu thịt đầy đủ, ta sẽ ăn thật ngon ở chỗ này. Ta nói hết nửa ngày, sao ngươi còn chưa đi nữa? Bữa ăn này ta nhất định sẽ ăn. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Dạ, tửu lâu này là của ngài đó. Đúng, đúng. Dạ, dạ, tiểu cô nương xinh đẹp của tiệm này cũng sắp thành người của gia rồi. Đợi ta nắm được trong tay, cũng sẽ cho các ngươi chút đồ ngon. Được, 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 ta nữa. Có hết, có hết. Đừng lo, đi. Đi. Vào đi, vào đi. Vào trong đi. Tiểu cô nương ở đâu rồi? Nhạc phụ đại nhân, khi nào mới gả tiểu nương tử cho ta? Chuẩn nị. Mau nói đi. Nhanh lên. Có phải là muốn gả nương tử của ta cho tên mặt trắng kia không? Đại gia, ta xin người tha cho con gái của ta đi. Nó vẫn là một đứa trẻ thôi. Mẹ nó, con dám nói lý lẽ với ông, ta đạp chết người. Gia, gia ơi, đừng mà. Đánh cho ta. Đánh. Lên, lên.
Ôi mẹ ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ôi da ơi, da ơi, da ơi, da ơi, ôi răng của ta. Đừng tưởng tên mặt trắng này đỡ lưng cho ngươi. Xem ta, ngày mai làm sao bắt được con gái ngươi. Gia ơi, gia ơi, về thôi gia ơi. Răng của ta. Thế sao hả? Lần này ông có thể yên tâm rồi. Tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi. Cái gì tiêu? Bọn chúng bỏ chạy mất rồi. Hôm nay chúng bỏ chạy, vậy mai thì sao? Kia thì sao? Bọn chúng vẫn sẽ tới tìm con gái của ta. Tử lâu này vẫn sẽ phải đổi chủ thôi. Thành thân rồi, mau tránh ra hết cho ta. Tránh ra. Tránh ra. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Gia ơi, đến rồi. Xuống ngựa đi. Gia, dựa theo nguyên tắc, người phải bế tân nương qua đây. Nào, nào, nào. Tiểu mỹ nhân của ta, xuống kiệu nào. Xuống kiệu nào. Đúng, xuống kiệu đi. Chắc là nàng ấy mắc cỡ. Người phải bế cô ấy xuống. Được, được, được. Đừng tử, để ta bế nàng xuống. Lão gia, lão gia. Đánh. Đánh. Giết nó. Lão gia, tha cho bọn ta đi. Tha mạng cho bọn ta. Xin tha mạng. Tha mạng. Xem các ngươi còn dám ức hiếp dân lành không. Không dám nữa, không dám. Cút đi. Đi thôi, đi thôi. Ân công, ân công xin dừng bước. Ân công, xin cho biết đại danh quý tính của ngài. Ma Khê Phô Địch Dân. Ma Khê Phô Địch Dân. Ma Khê Phô Địch Dân. Đúng, đúng, chính là Ma Khê Phô Địch Dân. Hai ngày trước con gái của ông chủ lý, chính tai ta nghe mắt ta thấy. Hắn ở đâu? Đại hiệp Địch Dân ngao du tứ phương. Sao ta biết hắn ở đâu? Nghe nói địch đại hiệp sau khi giết được kẻ ác thì hành hiệp trượng nghĩa. Đúng là đại nghĩa. Đúng, đúng, đúng. Tiểu nhị, tính tiền. Đến liền đây khách quan.
Đến đây hiệp thần thánh như vậy hả? Tiểu nhị, khách quan đi thông thả. Tới liền. Mau tới đây, kể tiếp đi. Người mắt thấy tai nghe không? Võ công của hắn cao cường lắm. Đúng, võ công rất là cao siêu. Địch dân này võ công tuyệt thế. Địch dân đại hiệp đúng không? Tuyệt đối chính xác. Hôm đó ta ở sát vách hắn, ta nhìn thấy rất rõ. Tiểu nhị, tới liền. Khách quan, địch dân mà ngươi nói là người nào? Là Ma Khi Phu. Nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Phiền ngươi nói cho ta biết. Không thành vấn đề. Nghe đây, ngày hôm đó ta tận mắt thấy. Cái gì? Người ở đây đều ruồng ra việc hắn hành hiệp trượng nghĩa. Dựa theo tính cách và ngoại hình mà ngươi nói, thì đó không phải là địch dân. Lẽ nào là người cùng tên cùng họ? Cũng có thể là người sát qua Thiết Can kia. Chúng ta không thể không phòng bị. Chuyện này tạm đừng nói cho các đệ tử khác. Dạ. Ngày mai chuẩn bị cho ta 2 cỗ xe ngựa. Chúng ta chia nhau tới Kinh Châu. Dạ. Phương Nhi, Tam sư tẩu đi mua thuốc rồi. Vậy sao? Tam ca của ngươi bây giờ sao rồi? Bây giờ quân ấy càng đau hơn nữa. Khách quan đi thông thả. Ông chủ, các ngươi có thuốc này không? Có, bóc theo toa thuốc này đi. Cô đợi một chút. Để ta xem. Được. Làm phiền ông chủ mau lên chút. Bóc đủ rồi chứ? Đủ rồi, cầm lấy đi. Cầm lấy, cảm ơn. Đi thông thả. Cô là ai? Tại sao cô đi theo ta? Danh bất hư truyền. Thiếu phu nhân của Vạn gia quả thật trong trắng trẻo dịu dàng. Chỉ đáng tiếc là mắt nhìn không tốt, lại chọn một trượng phu không mấy được trọng dụng. Cô, ta với cô vốn không quen biết, tại sao cô lại nói những lời làm tổn thương người khác? Đúng thật là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nhanh như vậy đã quên mất sư huynh cô rồi. Rốt cuộc cô là ai? Ta. Ta là đồ đệ của tên ghét nghèo thích giàu, thích những người không có bản lĩnh. Chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi. Được. Bên đó có một quán trà nhỏ. Mùi mùi, mời ngồi. Cô gọi ta là gì? Lẽ nào ta gọi sai à? Tỷ tỷ quả nhiên thông minh.
cô và huynh ấy ở bên cạnh nhau, đúng không? Huynh ấy, ta nói sư huynh của ta, huynh ấy có khỏe không? Phu quân cô đối xử với cô tốt không? Rất tốt. Cô yêu hắn không? Nếu như sư huynh cô trở về tìm cô và huynh ấy sẽ... Không, ta là thiếu phu nhân của Dạng gia. Ta chỉ hy vọng sư huynh ta có thể tìm được người thật lòng tốt với huynh ấy. Nhưng huynh ấy không nhất định nghĩ như vậy. Cô giúp ta thuyết phục huynh ấy. Trên thế gian ở đâu mà không có cỏ dại? Đừng vì ta. Huynh ấy nên ở cạnh cô mới đúng. Cô nói gì vậy? Sư tổ, nhớ ai lại nhớ nhập tâm như vậy chứ? Không có gì. Sư tổ, tổ gần đây ốm rồi. Vậy sao? Vết thương của sư huynh không quá nặng, nhưng làm tổ kiệt sức như vậy. Mấy thuốc này là thuốc gì? Không có gì, đều là thuốc được bóc theo phương thuốc của Lăng Trung đưa. Ta về trước đây. Giả ngay thẳng gì với ta chứ? Còn không phải là nhớ tên mặt trắng đó sao? Các ngươi nhìn đi, nhìn rõ chưa? Chính là tên tiểu tử này, theo dõi chúng ta suốt chặng đường. Hôm nay ta phải bắt hắn. Không cần vội, chúng ta bàn kế hoạch đã. Đây là bánh bao hấp của ngài. Nào, vị công tử này, bánh bao của ngài, bánh bao, ăn bánh bao đi. Tiểu tử, đi theo bọn ta lâu như vậy, vất vả lắm đúng không? Bánh bao tới đây. Tình khốn kiếp. Trời ơi, bánh bao của ta, đuổi theo. Ôi, đổ bể hết rồi. Tên tiểu tử này, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là kẻ thù của cha con Dạng thị. Đuổi theo, đi. Địch Dân, ông thật sự xác định là Địch Dân. Không còn gì nghi ngờ, là tự hắn nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Vài ngày trước, những người thuộc hạ phái đi ở Tế Châu tận mắt chứng kiến hắn giết Trần Đại Chủy. Cho nên ta luôn bí mật theo dõi hắn. Được. Công lao của ông không nhỏ đâu. Đa tạ đại nhân. Nếu như quả thật Địch Dân đến Kinh Châu, hắn nhất định sẽ đến Dạng gia. Như vậy, ông phái người theo dõi cho ta, tuyệt đối không được đánh rắn động sà. Dạ.
Đinh đại ca, Đinh đại ca, Đinh đại ca. Huynh đệ, nghe đi. Đáng tiếc, nói không hết. Huynh đệ, đệ có xem ta là đại ca của đệ không? Đinh đại ca, huynh yên tâm đi. Ngày mai ta sẽ đi thăm hỏi lăng mộ của lăng cô nương ở đâu. Hoàn thành tâm nguyện của huynh càng sớm càng tốt. Đinh ca, Đinh đại tẩu, hôm nay là ngày đại hỷ của hai người, huynh đệ ta xin cạn ly trước. Đi mau, đi mau. Đinh đại ca, kính hai người. Đinh đại ca, Đinh đại tẩu, tiểu đệ chúc mừng hai người kết nối lương duyên. Sao rồi, tên tiểu tử họ Địch đi chưa? Bẩm đại nhân, vẫn chưa. Hắn một mình ở nơi mộ uống rượu rồi. Hay lắm, ta sẽ khiến hắn và Đinh Điển cùng uống rượu ở âm giới. Đi. Sương qua. Sương qua, ta đến muộn rồi. Đến đại tẩu, làm phiền tẩu rồi. Tại sao lại như vậy? Đinh đại tẩu là bị phụ thân nàng chôn sống, thiếu không phụ quân, lấy liên thành quyết, tạ ơn người đã hợp táng ta và chàng. Đinh đại tẩu, tẩu thực sự là một lời hứa ngàn vàng, sắp chết cũng không quên mất tâm nguyện của tẩu cùng Đinh đại ca. Đinh đại ca, huynh thật sự là người tốt, chỉ có huynh mới có thể xứng đôi với tẩu ấy. Huynh yên tâm,
ta lập tức hoàn thành tâm nguyện của hai người. Đinh đại ca, huynh thật bất hạnh, không thể cùng người huynh yêu ở bên nhau trọn đời. Huynh cũng thật may mắn có thể tìm được một vị hồng nhan tri kỷ phẩm cách cao thượng như vậy. Đúng rồi, phụ tử Giảng Thị lúc này không biết trốn nơi nào. Đời này kiếp này chỉ sợ không tìm thấy bọn họ. Nếu như đem bí mật đại kho báu này giết ở nơi dễ thấy, phụ tử Giảng Thị tất nhiên sẽ nghe tin đến xem. Liên Thành Quyết này là một nồi thơm rất lớn, bọn họ không thể không đến xem. Đinh đại ca, Đinh đại tẩu, tâm nguyện đồng táng của các người sau khi chết rốt cuộc cũng được đền đáp. Hai người các người trên đời có linh thiêng, cũng coi như mỉm cười dưới cửu tuyền. Đinh đại ca, Đinh đại tẩu, ta mang đến cho hai người xuân thủy bích ba mà hai người thích, cũng mang đến cho hai người lục ngọc như ý mà hai người rất thích. Đinh đại ca, lão cha vợ huynh cuối cùng cũng tới dự hôn lễ của huynh rồi. Ta thích làm việc thẳng thắn. Lấy ra đi. Cái gì? Tiểu tử, ngươi đừng giả vờ ngu với ta. Cái gì à? Đương nhiên là Liên Thành Quyết rồi. Ta thấy ngươi vẫn là thất thời một chút. Nếu không, ta để Đinh đại ca của ngươi hầm xương thành tro. Ngươi không tin lời ta nói là thật sao? Ta tin ông ngay cả con gái ruột cũng có thể chôn sống, còn có cái gì không làm được chứ? Đừng nói đến đứa con gái bất hiếu của ta, trong lòng nó đã sớm không có người phụ thân như ta rồi. Nếu trong lòng nó còn có ta thì sẽ không cùng Đinh Điển đấu với ta. Ông thật sự quá đáng thương. Cái gì? Nói cho ông biết, nếu ông dám động vào ngôi mộ này, ta sẽ truy sát ông đến chân trời góc biển. Ngươi, ông không phải muốn Liên Thành Quyết sao? Ngày mai tự mình đến cổng thành xem. Đây là viết cái gì? Sao viết cao như vậy chứ? Làm sao mà đọc được đây? Nghe nói là Liên Thành Quyết. Liên Thành Quyết nổi tiếng khắp Kinh Châu. Cao quá, ta không thấy gì cả. Nè mấy đại ca, nghe nói chữ viết kia là Liên Thành Quyết. Mọi người qua xem đi. Đi. Trời ơi, chữ này sao lại viết cao như vậy chứ? Sao mà nhìn đây, ta không tin đây là Liên Thành Quyết đâu. Chữ này viết cao quá, viết như thế nào vậy? Tránh ra, tránh ra nào. Đi. Ngươi xem, cao quá. Sao mà đọc được đây? Ông chủ, mua một quyển đường thi tuyển tập. Tráng sĩ cũng học đường thi tuyển tập sao? Ông không biết hả?
Thơ đường có kho báu. Được, đợi một chút. Đợi chút. Đây chính là Liên Thành Quyết sao? Đúng, đây chính là Liên Thành Quyết. Thật sao? Đương nhiên. Nhưng xem hoài không hiểu. Nói nhảm, cái này phải đối chiếu với thơ đường mới có thể nhìn ra. Nghe nói Dạng Chấn Sơn đã giải được 4 chữ đầu rồi. Giải ra rồi à? Nè, đừng đi, ở đây giải cho ta đi. Ông chủ, ta muốn mua 3 quyển đường thi tuyển tập. Được, được, lấy 3 quyển. Thợ rèn sư phụ, ông cũng đọc hả? Đúng. Được, lấy 3 quyển. Được, đa tạ, đa tạ. Người tiếp theo. Thật không nghĩ tới, Liên Thành Quyết kia lại giấu ở trong đường thi tuyển tập. Cuối cùng ông trời cũng có mắt. Đối thủ một mất một còn của Dạng Chấn Gia lại đem Liên Thành Quyết giết ở trên thành, để cho chúng ta mọi người đều có cơ hội đạt được cái đại kho báu kia. Người nói cái này lấy được Liên Thành Quyết thì có thể thế nào? Đúng vậy, không biết đường thi kiếm pháp cũng vô dụng. Trong đường thi tuyển tập có cả ngàn bài thơ lận. Người vội cái gì? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Phụ tử Dạng Gia đã giải được 4 chữ đầu rồi. Là cái gì? Người nói coi. Tiểu Nhị, đến đây. Tiểu Nhị, tính tiền. Nè, ngươi đi đâu vậy? Ta theo ngươi nửa ngày rồi, sao ngươi lại không nói gì cả? Ngươi gấp cái gì? Bây giờ không thể nói. Làm sao vậy? Có người theo dõi chúng ta. Có người theo dõi sợ cái gì? Liên Thành Quyết này cũng không phải là bí mật gì, đã chấn động toàn bộ võ lâm rồi. Hiện tại lại bị người ta công khai viết trên tường. Tuy nói vậy nhưng cũng không có ai biết mấy chữ đầu. Giang Lăng Thành Nam chính là Kinh Châu của chúng ta. Đúng. Đi thôi, đi với bọn ta một chuyến. Bốn chữ đầu của Liên Thành Quyết là gì? Là Giang Lăng Thành Nam. Đời này từ đâu mà có? Là đệ tử Dạng Gia nói. Được. Vậy phụ tử Dạng Gia bây giờ đang ở đâu? Chúng ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Nếu muốn phá giải Liên Thành Quyết, có thể đi mua đường thi tuyển tập. Đường thi tuyển tập. Đúng. Liên Thành Quyết bắt buộc phải thông qua đường thi kiếm pháp mới có thể phá giải. Đường thi kiếm pháp chính là từ trong thơ đường diễn biến mà ra. Người đâu? Dạ, đại nhân tha mạng. Tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tha mạng. Đưa xuống đi. Đi. Đường thi kiếm pháp. Đường thi kiếm pháp. Đúng rồi. Đại nhân, hiện giờ trong thành Kinh Châu này, đường thi kiếm pháp chính là giấy Quý Lạc Dương. Bán rau, bán rau. Bắp cải đây. Nhìn thấy hắn chưa? Vẫn chưa. Tìm kỹ hơn đi. Giang Lăng Thành Nam Tự. Giang Lăng Thành Nam Tự. Cha. Cha.
Đại sự không tốt rồi. Con la cái gì? Con muốn mọi người trong thiên hạ đều biết chúng ta ở đây à? Cha, có người đem liên thần quyết chúng ta nghiên cứu rất lâu, viết ở trên tường thành rồi. Cái gì chứ? Rau đây, rau đây. Bán cam đây, cam vừa ngọt vừa lớn. Người nói đây là ai viết lên? Làm sao ta biết? Bán rau đây, bán rau đây. Rau cải tươi ngon. Nhìn xem, đó là ai? Có phải Dạng Khuê không? Có chút giống. Một người đọc sách như ngươi, sao chép cái này làm gì? Ta cũng là người được quỷ thác. Người được quỷ thác? Ai? Không giống gì ngươi. Ta nhận quỷ thác chính là đại danh đỉnh đỉnh của bổn thành, quan phủ mẫu Lăng Thối Tư Lăng Đại Nhân. À, quan phủ mẫu Lăng Đại Nhân là hắn. Hắn là con trai của Dạng Văn Sơn, Dạng Khuê. Đừng để hắn chạy mất, đuổi theo. Tìm kỹ chưa? Bên này. Đuổi theo. Cha. Dạng Khuê, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Cha, ngươi cho rằng lão tử chỉ có một chút bản lĩnh sao? Lão tử năm đó là Dẫn Nghệ Đầu Sư, Bát Quái Thần Truy Thái Bảo là sư phụ đầu tiên của lão tử. Cha, đi. Kiến thức.
Giang Chấn Sơn, ngươi chạy không thoát đâu. Đại nhân, chúng ta đem tất cả đường thi kiếm pháp đều viết ra rồi, không biết mấy người huynh đệ chúng ta có thể đi được chưa? Chờ chút. Không biết đại nhân có ý gì đây? Nếu thứ tự kiếm chiêu của sư phụ các ngươi đều rối loạn, vậy thì dựa theo thứ tự này tra xuống, vậy khẳng định là sai. Trong toán thuật này có một loại học vấn gọi là sắp xếp tổ hợp. Bốn người các ngươi, mỗi người phụ trách 9 bài thơ. Đem 36 con số liên thành quyết này toàn bộ tra một lần, sau đó đem những chữ này từng chữ một sắp xếp lại, có lẽ sẽ có được. Làm đi, làm đi, làm đi. Liên thành kiếm chiêu thứ nhất, phong kiều dạ bạc, nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu nghiên. Là nhị sư bá. 8. Chiêu thứ hai, trọng kinh chiêu lăng, 51. Thì ra là như vậy. Chiêu thứ ba, xuất tắc, 11. Chiêu thứ tư, ức giao nam. Hai mươi bảy, bốn mươi hai, ba mươi sáu, tám mươi lăm. Thì ra trong này quả thật có một bí mật lớn. Sư phụ, tất cả những điều này người đều biết hết. Giang Lăng thành Nam Thiên Tây, Thiên Ninh tự đại điện Phật tượng, hướng chi thành kính cúng bái, thông linh cầu phúc, Như Lai chúc phúc, giảng sinh cực lạc, giảng sinh cực lạc, giảng sinh cực lạc. Để cho ta hướng Như Lai Phật thành kính cúng bái, thông linh chúc cáo, cái tượng đất Bồ Tát điêu khắc gỗ này sẽ chúc phúc cho ta. Bà nội hắn để lão tử giảng sinh cực lạc, giảng sanh cực lạc. Bọn ta hợp lực giết chết sư phụ.
đồng môn tương tàn, tranh tới tranh lui, lại tranh cái giáng sinh cực lạc. Trong Giang Lăng Thành, mấy trăm anh hùng này còn có ô quy, ác tặc, cường đạo, bọn họ cũng là tranh cái giáng sinh cực lạc. Nếu đã đến bước ruộng này, ta không ngại đi đến Thiên Ninh Tự. Ta bị người khác hãm hại, sư muội lại chết thảm, nguyên nhân đều là vì Liên Thành Quyết. Không thể tưởng tượng, đúng là một câu nói đùa. Đinh đại ca, Đinh đại tẩu, hai người cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không làm, lại bị người hãm hại, bị người hại chết. Chẳng lẽ thực sự có thể giảng sinh cực lạc sao? Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Sách của chúng ta bán hết rồi. Mở cửa, mở cửa. Gõ cái gì mà gõ? Nói cho các ngươi biết, sách bán hết rồi, còn gõ gì nữa? Mở cửa. Hảo vũ tri thì tiết, đương xuân nải phát sinh. Sư phụ, đánh cái khóa, đánh khóa. Bây giờ ai còn làm thợ rèn? Không thấy người khắp thành đều đang đọc thơ đường sao? Đọc thơ đường để làm gì? Người xem, đào kho báu, cùng xem đi, nghĩ thông liền phát tài. Thật sao? Không đúng, không đúng. Xem chỗ này, tin ta đi, xem như vậy nè. Viết như thế nào ta đọc không hiểu. Kho báu đó rất lợi hại, nghĩ thông suốt liền phát tài. Những con số này bí mật quá, không hiểu được. Chỗ này sao ta đọc hoài không hiểu? Không hiểu đường thi kiếm pháp, học cũng vô dụng. Chúng ta vẫn nên đi tìm Dạng Chân Sơn. Phải phải, tìm Dạng Chân Sơn. Mở cửa, mở cửa. Bọn ta muốn mua sách. Mở cửa. Nhường một chút, mọi người nhường một chút. Tất cả mọi người đừng chen lấn. Nghe ta nói, Dạng Chân Sơn hiện tại ở Căn Bảo Trà Lâu, kho báu bí mật hắn biết, đi tìm hắn đi. Nhanh lên, nhanh lên. A Thành, mở cửa. Ông chủ về rồi, ta mở cửa cho ông đây. Ông chủ, ông chủ về rồi. Nhập sách có thuận lợi không? Ta không đi nhập sách, ta không quan tâm thứ đó. Ông chủ ơi, sách đã bán sạch rồi, hiện tại người muốn mua rất nhiều. Ông chủ à, nhưng cơ hội này ông không kiếm nhiều tiền một chút, đợi khi nào chứ? Ông tìm cái gì? Cái kéo nhà chúng ta đâu? Kéo, ta lấy cho. Nhanh lên.
Ông chủ, đây. Con số mà ta bảo ngươi chép đâu rồi? Lấy ra đây. Ở đây. Ông chủ, ông xem cái này làm gì? Ông nghĩ rằng trong này có kho báu à? Làm việc đi. Dạ, dạ được. Như Lai chúc phúc giáng sinh Cực Lạc. Thì ra để cho người ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc à? Nơi đó muốn cái gì có cái đó, nghĩ tới cái gì liền có cái đó. Ngươi vừa nói cái gì? Ta đâu có nói cái gì. Ta nói chữ trên tay ông này cùng chữ trên mặt này cộng lại chính là Như Lai chúc phúc giáng sinh Cực Lạc. Như Lai chúc phúc giáng sinh Cực Lạc. Thật là giáng sinh Cực Lạc. Giáng sinh Cực Lạc. Giáng sinh Cực Lạc. Ngươi đang cười ta phải không? Tâm huyết nửa đời của ta tìm được chính là giáng sinh Cực Lạc. Ngươi đang cười ta phải không? Không phải. Ngươi đang cười nhạo ta. Ta không nói gì cả. Ngươi chê cười ta. Ta chê ngươi chê cười ta. Được. Cho ngươi chê cười ta. Cười ta. Giáng sinh Cực Lạc. Giáng sinh Cực Lạc. Giáng sinh Cực Lạc. Thiên Linh Tự. Đại sư huynh, tiếp theo chúng ta làm gì? Theo như Hạ Tâm Gia nói, chúng ta đến Thiên Linh Tự. Chúng ta không thể đến Thiên Linh Tự. Tại sao không thể đến đó? Mọi người nghĩ xem, Thiên Linh Tự bây giờ không có người sao? Chỉ đợi chúng ta đến lấy bảo vật. Sư phụ, nhị sư thúc, còn có Lăng Thoái Tư, họ sẽ tụt lại phía sau chúng ta. Hơn nữa, bất kể ai trong số họ ở Thiên Linh Tự, chúng đến đó chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ chúng ta bỏ như vậy sao? Không. Chúng ta hãy tìm một nơi có người, truyền tin tức kho báu đang nằm trong Thiên Linh Tự. Điên rồi à? Vậy có bao nhiêu người đến giành kho báu chứ? Cứ để cho họ biết. Chúng ta chỉ cần chen vào trong đám người đó, có thể lấy được một hai bảo vật thì là chúng ta tiêu xài cả đời. Làm người đừng quá tham lam. Được. Chúng ta cứ đến quán trà Căn Bảo. Nơi đó là nơi tụ tập của các cao thủ võ lâm. Không được chậm trễ. Mau đi thôi. Được. Không có ai sao? Tam Đao đâu? Trình Lăng đại nhân, đi. Theo như ta thấy, nếu đã xảy ra chuyện gì, ai nói rõ được đây? Gỡ chuông cần phải tìm được người buộc chuông. Giang Chấn Sơn ra đây. Giang Chấn Sơn ra đây. Không cần tìm Giang Chấn Sơn. Kho báu đang ở Thiên Ninh Tự. Cái gì? Thiên Ninh Tự? Ngươi là ai? Tin tức đáng tin không? Đáng tin. Ngươi nhìn thấy kho báu ở Thiên Ninh Tự sao? Lừa gạt. Muốn lừa lão tử đến Thành Nam. Ngươi gạt ta. Lừa gạt. Đến rồi. Đây có chuyện gì vậy? Bà chủ, sao bây giờ người mới ra? Ta không phải đi pha trà sao? Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa.
tượng Phật thối này, ngươi chơi đùa lão tử cả đời, khiến cho lão tử chịu biết bao cực khổ. Phật giảng, Phật giảng, tượng Phật là vàng, là vàng, tất cả là vàng. Như Lai gia trì, Như Lai gia trì, thật sự là Như Lai gia trì rồi. Sư phụ, nhị sư huynh, xin lỗi nha. Tượng Phật vào này thuộc về một mình ta. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Khi tìm kiếm, thiên hạ đều là huynh đệ. Tìm được bảo vật rồi, ta không giết ngươi thì ngươi giết ta. Được, vậy ta kết thúc sớm đi. Huynh đệ, bảo vật đang ở đâu? Ngươi không đi thì nên tự quấy rầy ta làm gì? Ai biết được các ngươi có dụ dỗ ta không? Cháy rồi, quán trà cháy rồi. Mẹ ơi, giết một tên ít một tên, bớt tranh giành bảo vật với bọn ta. Huynh đệ, bảo vật đang ở đâu? Chạy đi. Chàng đừng vội đi mà. Huynh đệ, mau nói ta nghe bảo vật đang ở đâu. Nói đi. Thiên Ninh tự. Huynh đệ, ngươi không thể chết được, mau nói đi.
Thiên Ninh Tự sao? Thiên Ninh Tự. Mau phu nhân, nhanh lên. Nàng xem, quán trà không còn nữa rồi. Không còn rồi. Mau đi tìm cái túi đến Thiên Ninh Tự. Đựng hai túi trân châu phỉ thúy, đủ để chàng mở 10 quán trà rồi. Đi. Ta tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Đều ở đây. Đều ở đây. Hạ Tam Đao và những người khác thông đồng với tên cướp dạng trấn rừng ám sát bổn quan. Bây giờ bọn họ đang chạy về phía thành Nam. Đến đâu? Có. Đuổi theo. Dạ. Tam sư đệ có thể tìm được đến đây, nhị sư đệ cũng sẽ tìm được đến đây. Chẳng lẽ mọi người đã quên đại sư huynh đệ cũng có thể tìm được đến đây sao? Lần trước huynh không có bóp chết đệ, không ngờ sớm muộn gì cũng phải chết trong tay huynh. Ta chỉ đang thắc mắc. Ta bóp chết đệ, nhốt đệ vào trong vách tường, sao đệ lại có thể sống được? Đệ không nói, chẳng lẽ ta không thể đoán ra sao? Khi đó đệ vì để lừa ta lại nín thở giả chết. Ta cho người xây tường để nhốt đệ, đệ lại nghĩ cách chạy thoát, sau đó xây lại bức tường. Giỏi thật đó. Sau đó ta mới thấy một viên gạch trên tường bị nhô ra. Trong lòng ta khá rối bời. Ta không ngờ rằng đó là lỗ hổng cho đệ để lại khi đệ vội vàng xây lại tường để trốn thoát. Thích Lão Tam ơi, đệ cũng thật lợi hại đó. Để tận mắt nhìn thấy con gái mình trở thành con dâu của ta, để lại không chịu hiện thân. Đây là tại sao vậy? Tại sao vậy? Thích Lão Tam à, đệ muốn dứt khoát chết hay là chịu khổ mà chết đi? Được thôi, nếu như huynh muốn biết thì đệ sẽ nói huynh biết. Con gái đệ đã đánh cắp kiếm phổ, giấu vào trong sơn động. Huynh tưởng rằng nó là một người tốt lành sao? Quá ra là như vậy. Ta lại hỏi đệ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là đệ đã trốn ở đâu? Nói. Đệ còn trốn ở đâu nữa? Đương nhiên là đệ trốn đi nghiên cứu Liên Thành Quyết rồi. Sau đó đệ dứt khoát mở một tiệm sách. Có đánh chết huynh cũng không dám nghĩ đệ lại dám ở Kinh Châu mở tiệm sách. Được rồi, bớt nói dớ dẫn. Muốn chém muốn giết, đệ sẽ tuân theo. Được, vậy đệ đi tìm con gái đệ tính sổ đi. Sư phụ, con là Dân Nhi. Dân Nhi, con là Dân Nhi.
Vừa nãy con nhìn thấy hết rồi à? Con nhìn thấy hết rồi. Sư phụ, sư muội, muội ấy. Dân Nhi, cũng may là con kịp thời đến cứu mạng sư phụ. Sư phụ, người vẫn khỏe chứ? Mấy năm nay, Dân Nhi, sư phụ cũng rất nhớ các con. Mấy năm nay các con sống thế nào? A Phương sao rồi? Sư phụ, sư muội, muội ấy. Ai? Sư phụ, đệ tử đã phạm sai gì mà người muốn giết con? Được lắm, bây giờ con đã học được tuyệt thế võ công, không đặt sư phụ vào trong mắt rồi. Được, con cứ giết ta đi, giết đi, giết ta đi. Đệ tử không dám giết sư phụ, con đừng đạo đức giả nữa. Đây là một tượng Phật khổng lồ làm bằng vàng, dưới địa cung này là bảo vật có giá trị liên thành. Không lẽ con không muốn độc chiếm sao? Bây giờ ta không giết con thì con sẽ giết ta. Sư phụ, người vì tượng Phật này mà người muốn giết con sao? Đúng, chính là vì tượng Phật này. Sư phụ, con sẽ không chia báo vật với người. Con sẽ không. Người tự giữ lấy dùng đi. Con thật sự không hiểu, một người sống trên thế gian vì những báo vật này cái gì cũng không cần. Không cần sư phụ của người, không cần huynh đệ của người, không cần đồ đệ, ngay cả con gái ruột của người, người cũng không màng. Sư phụ, cho dù người có được những báo vật này thì thế nào chứ? Vậy thì đã sao? Những người thân xung quanh người còn không? Con bị điên à? Tượng Phật lớn này được làm bằng vàng, còn có vô số báu vật, con không muốn có nó sao? Ta không tin. Con lại đang có mưu kế gì đây? Đúng, ta lấy một vài bảo vật trước, sau đó tìm chiếc xe lớn. Đúng, đúng. Nhanh lên, mọi người nhanh lên, bảo vật đang ở Thiên Ninh Tự. Mọi người nhanh lên, mọi người theo ta, mọi người theo ta, bảo vật đang ở Thiên Ninh Tự. Mau đi theo ta, mọi người theo ta, bảo vật đang ở Thiên Ninh Tự. Đều là của ta. Đều là của ta, đừng ai giành với ta. Không có ai giành được với ta đâu.
Bỏ xuống. Đây là của ta. Tất cả là của ta. Tất cả là của ta. Mang nhiều túi như vậy là mua lá trà hay là mua lương thực? Đừng nói nhảm nữa. Không có túi thì làm sao được năng lượng? Chàng đi mau lên đi, nếu không thì không còn kịp đâu. Rồi cái gì là của chúng ta sẽ là của chúng ta, không phải của chúng ta cứ để người khác lấy đi đi. Chàng thật là, bây giờ nói những lời này, ta sao lại gả cho một người đầu gỗ như chàng? Quán trà của chúng ta bị thiêu rụi rồi. Rụi thì rụi thôi. Chàng nói cái gì vậy? Chàng không lo lắng sốt ruột hả? Nhanh chân lên cái, gấp gáp cái gì? Ta với con lừa này đều là người chậm chạp. Nếu đi nhanh, con lừa lại bực mình. Ta sợ lỡ như nàng bị té thì sao? Té chết cũng tình nguyện. Đi mau. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân, phía trước không có chuyện gì tốt đẹp, chúng ta quay về đi. Quay về? Quay về chàng cho tiền ta xây lại quán trà sao? Ta làm gì còn tiền? Vậy thì đừng nói nhiều, nhanh. Đi đường vòng, đi đường vòng. Đều là của ta. Của ta. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Của ta. Của ta. Bỏ xuống. Của ta. Mọi người cứ tin ta, phía trước chính là Thiên Ninh Tự. Chúng ta đến đó tận mắt nhìn xem. Đi, mau. Đi mau. Phía trước là Thiên Ninh Tự. Địch sư đệ, ngươi đến đây làm gì? Thiên Ninh Tự là một nơi hại người. Mọi người đừng đi. Địch sư đệ, có phải ngươi muốn dụ bọn ta một mình muốn trọn bảo vật? Đừng tin hắn, mau đi. Đúng, đi, đừng tin hắn. Chúng ta đi. Đi. Mọi người đến Thiên Ninh Tự theo ta. Đi.
Phát tài rồi. Phát tài rồi. Đừng có giành, đây là của ta. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Của ta. Đây là của ta. Bỏ xuống. Bỏ xuống hết cho ta. Đây là của ta. Đây là của ta. Ở đây có gì đáng để lưu luyến nữa chứ. Ta nên đi thôi. Đây là của ta. Của ta. Đây là của ta. Của ta. Là của ta. Tất cả là của ta. Là của ta. Đây là của ta. Là của ta. Tất cả là của ta. Giết không tha. Đó không phải là Thẩm Thiếu Hiệp và Bạc Thiếu Hiệp của Dạng Phủ sao? Đúng, bọn họ chết thảm rồi. Nàng xem, chúng ta phải nên quay về. Mau đi thôi, Căn Bảo. Ghê quá. Căn Bảo, đi đâu vậy? Quay về. Quay về cái gì? Đi Thiên Ninh Tự. Còn đi nữa sao? Nàng không cần mạng nữa à? Chàng nhanh lên. Đi nhanh lên. Chàng không biết sao, bọn người đó đều là bởi vì quá tham lam, cho nên mới chết thảm. Chúng ta chỉ lấy một chút ngân lượng đủ mở quán trà. Nhanh lên. Chàng nói xem, bọn họ chết rồi. Vậy bảo vật không phải đều là của chúng ta sao? Không còn ai tranh giành bảo vật với chúng ta nữa. Đi đi, nhanh lên. Ai tham? Nàng tham nhất. Mau đi thôi, đến Thiên Linh Tự, nhanh lên. Thank you.
của ta. Mau đưa đi. Của ta. Của ta. Ông chết đi. Đều là của ta. Đều là của ta. Của ta. Của ta. Đều là bảo vật. Lên. Động đất rồi, chạy nhanh. Chạy mau, chạy mau. Động đất rồi, chạy đi. Đưa đây cho ta. Chạy đi, động đất rồi. Động đất rồi, chạy đi. Căn bảo, đợi ta đã. Đợi ta. Ông lão, ở đây là Thiên Ninh Tự sao? Đây đúng là Thiên Ninh Tự. Vậy Thiên Ninh Tự ở đâu vậy? Sao lại không thấy? Còn nữa, những người đến tìm bảo vật đâu rồi? Ông lão, sao lại không thấy? Người đến tìm bảo vật đều bị chôn ở dưới rồi. Con người trên thế gian này, vui vẻ chính là phúc, bình đạm mới là thật đó. Con người đó. Gia Gia, những người này còn đi tìm bảo vật nữa không? Còn. Tại sao? Người đời không thể đi chệch ý mình. Biết đó là chuyện không nên làm, vẫn làm. Chuyện gì đến thì cũng đến, khó mà ngăn cản được. Vui vẻ chính là phúc, bình đạm mới là thật. Nàng đứng ngay ra đó làm gì? Đi. Đi đâu? Đi đâu? Đương nhiên về nhà rồi. Đi. Về nhà. Căn bảo, chậm thôi. Đợi ta với.